Xưa đó là ông vua Tự Đức đó, ông không có con, nhưng thằng nhưng mà ông gần chết, khoảng ba mấy tuổi ông chết rồi. Yeah. Trước khi chết đó, ông cho xây một cái gọi là cái nghĩa địa riêng cho ông. Thành ra đây là cái khu gọi là nghĩa địa dành riêng cho ông. Và ông tính toán, ông vẽ hết tất cả hình ảnh, ông vẽ vườn, ông vẽ ấy tất cả để ông biết là ông chết ở trong cái nhà này. Tức là ông chỉ lo, ông lo ngày ông chết thôi, mà chết. Ông không lo làm việc, không có lo gọi là cai trị dân chúng vậy, chưa lo tính sau ngày ông chết ông được ở cái khu rất đẹp như vậy. Thì giờ đây là cái hồ cá của ông, vô trong kia có cái ông lại biết bao lâu chưa? Đứng đây bác chụp trước mày kìa. Warte, mach's nochmal. Jetzt. Phim giá xoay hướng được giá rồi, xoay được trên giá rồi, rồi rồi nít lăng ra hết rồi đấy. Xưa mấy ông vua hay trấn yểm bùa chúa đó, bùa chúa cho kinh thành được an toàn. Thế mới xây ra cái chùa này, đúng nó có ba cái. Thì cái chùa này là một cái điểm để trấn ngự, không cho ma quỷ tiến cho thành phố, biết không? Sinh ra cái chùa này. Và cái chùa này cứ đến đúng cái giờ đó là họ sẽ canh làm một tiếng chuông để cho người ta báo thức. Đúng canh ba là có tiếng chuông thiên hùng để tất cả thành phố biết là ấy, cái đây là cái chuông này.
Wo ist die Kühe? Qua bao nhiêu năm sống kiếp tha phương, tôi xa quê hương xa Huế yêu thương. Ngày xưa còn nhớ những lúc em tan trường, hai đứa sánh vai đi chung đường, lưu luyến tâm hồn vẫn trên con sông Hương có những bên ngoài là người ta gọi là kinh thành Huế, mà bên trong là hoàng thành, và từ trọng thành xây từ thời Gia Long luôn. Dạ đúng, 21 mét bề dày và chiều cao như vậy là 6m60 phân, chu vi là 11 km vuông.